Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ hệ thống lái đầy đủ. Đây nhé, đây là một cái hệ thống lái đầy đủ này, bao gồm thước lái này, ống lối này, hai đầu rô tuyn này, cột lái dưới này, cột lái trên này, ốp nhựa, ổ khóa, công tắc và vô lăng. Đây là một bộ vô lăng này. Vô lăng này có đường kính là 35 cm, rất là vừa tầm tay. Đấy. Thì cái biểu tượng này thì nó là của bên Trung Quốc thôi. Các bạn thích dán BMW kép hay là Hyundai hay là dán cái gì vào thì dán. Đấy, cái này nó chỉ là cái biểu tượng dán vào đây thôi. Đấy, thì tùy. Đấy là về vô lăng. Cái này mình bắt sẵn vào cho các bạn rồi nhé. Hình dung nó ra như thế, tí nữa em sẽ mở ra và hướng dẫn cho các bạn cách lắp ráp cái bộ cốt lái vô lăng như vậy. Hệ thống lái thì nó có hai loại, một loại là hệ thống lái đôi và một loại là hệ thống lái đơn. Đấy. Cái hệ thống lái như thế này và một loại hệ thống lái như thế này. Đấy. Hệ thống lái này là thước lái một đầu này. Thì các bạn là nó hay lẫn lộn giữa thước lái đơn và thước lái đôi, thì các bạn cứ nói về cái hệ thống thước lái một đầu hoặc là hai đầu thì cho nó dễ hình dung. Đấy. Thước lái hai đầu thì sẽ phải dùng hai cái ống giằng như thế này và giằng vào một cái cây thước lái. Cái thước lái một đầu này thì nó sẽ phù hợp với những cái cầu ngắn và cầu dài đều dùng được. Nói như thế thì không phải là cái loại thước lái hai đầu như thế này nó không có đất dùng. Với cái hệ thống thước lái hai đầu như này thì cái độ chắc chắn và ổn định nó sẽ cao hơn, bởi vì nó sẽ không qua nhiều cái bộ khớp mà nó chỉ đi thẳng vào cầu. Đấy, thì mình bán thì mình thường mình bán cái loại hai đầu như này thì nó dễ sử dụng. Thước lái hai đầu ấy thì nó cũng có cái ống lối loại ngắn và loại dài, cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm về cái khoảng cách điều chỉnh. Đây cái ống này này, cái ống này nó có ống ngắn 10 phân và ống 3 40 phân nó đều có. Cho nên là các bạn cứ yên tâm về cái khoảng cách điều chỉnh của nó là không có vấn đề gì cả. Và nó có thể sử dụng cho tất cả các loại cầu dài ngắn khác nhau. Kích cỡ là khác nhau. Đấy. Thì cái kích thước một số cái nó như sau. Đối với này cái phần bốt lái trên đến vô lăng là có chiều cao là 50 cm. Cái bốt lái dưới có chiều dài có thể thay đổi vì là nó có cái ống trượt ở đây này. Đấy, cái ống thu ngắn lại như này. Thu ngắn nhất của nó là 30, có thể rút ra khoảng 5 phân đến 7 phân nữa. Tuy nhiên thì mình chỉ rút ra khoảng 3 phân thôi, là 30. Và các bạn có thể bên mình có một cái loại như này dài hơn như này nữa. Đấy, thì bạn nào thiết kế xe thì tùy dài ngắn, nếu mà thích thì có thể lấy dài hơn. Thì tất nhiên là dài hơn nó sẽ thêm tiền. Và giới thiệu đến các bạn nữa là một cái hệ thống cầu trước phanh dầu. Đây là một cái bộ cầu trước thẳng phanh dầu. Đấy, thì phanh đĩa thắng dầu như thế này. Bộ này thì mình không để cái phụ kiện dầu vào, rồi nó còn phụ thuộc vào cái cầu sau nữa. Ví dụ như các bạn mua cầu sau có phanh dầu thì dây dầu và hệ thống tổng phanh nó sẽ phụ thuộc vào hai phanh hay là bốn phanh, hai tổng dầu, hai củ phanh hay là bốn củ phanh nhé. Đấy. Cái ốc này thì nó sẽ phụ thuộc vào vành nhôm hay là vành sắt. Vành sắt thì dùng ốc phẳng, mà vành nhôm thì dùng ốc côn. Thì cái đấy khi mua hàng các bạn phải lưu ý để mình đưa cho. Cầu này thì bên em có các cỡ hàn sẵn là 90, 1m, 1m1, 1m2. Kích thước là đo được ra đến tận mép bắt bánh như này. Thì các bạn lưu ý là đối với kích thước 90 thì các bạn lắp bánh có bản rộng là 10 phân, 10 cm. Thì nó sẽ ra 90 thì nó sẽ ra đo phủ bì
là thành 1 mét. Đấy. Đấy các bạn nghe rõ nhá, ví dụ như đối với cái bánh bản rộng 10, cầu rộng 90 thì khi các bạn lắp bánh đo phủ bì bánh ngoài ấy, nó sẽ ra là khoảng 98 cm. Đấy là gần 1 mét. Thì để cho các bạn dễ tính toán. Đây. Ống cầu hàn sẵn này. Cầu này thì sức chịu tải là khoảng 1,5 tấn đổ lại là không vấn đề gì. Nói chung các bạn là xe chơi thì vô tư không vấn đề gì cả. Xe chở hàng thì 1,5 tấn không ảnh hưởng gì. Ống cầu các bạn có thể dùng hệ thống treo hoặc là dùng nhíp thì cái này nó sẽ có gối cầu đi theo. Đấy cái bộ này các bạn chuyển đổi từ 3 bánh sang 4 bánh thì các bạn mua bộ này. Hoặc là bộ không phanh, bên mình hôm trước có giới thiệu một video là bộ không phanh. Còn bộ này là bộ có phanh. Đấy. Có phanh đĩa. Đấy thì là tổng thể các cái kích thước nó như vậy. Thì các bạn mua hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại mình để trên màn hình ấy. Đấy, các cái thông số kỹ thuật như vậy. À, các bạn có thể gọi đặt hàng vào cái số 0983 818 955. Hoặc là tư vấn kỹ thuật thì các bạn gọi vào cái số còn lại. Đấy. À, thì báo giá thì là sẽ là báo ở cái số 0983 các bạn nhé. Đấy, còn số kia là số kỹ thuật thì nhiều khi là mải cho nên là các bạn những cái vấn đề kỹ thuật thì các bạn hãy gọi về kỹ thuật. Còn báo giá thì xin gọi số 0983. Đấy. Giá thì thường thường em có để trên cái phần mô tả sản phẩm đấy. Các bạn lưu ý là xem video thì đọc ở dưới cái phần mô tả sản phẩm nó các thông số kỹ thuật và có giá cả để ở trong đấy luôn. Bạn nào mua hệ thống lái riêng hoặc mua vô lăng riêng hoặc là mua cái gì riêng thì có thể chat qua Zalo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.